Xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục đến phần 11, biên bản chiến tranh của tác giả Trần Mai Hạnh. Đây là cuốn hồi ký tập hợp nguyên bản tài liệu trung thực, có góc nhìn khách quan, không phiến diện, tôn trọng lịch sử, nguyên bản gốc. Sau khi quân đoàn 2 triệt thoái ra khỏi Nha Trang và các tướng tá chóp bu của quân đoàn mạnh nhất mạnh ai đi chạy, 1 giờ 45 phút trưa ngày 2 tháng 4 năm 1975, Phú và sĩ quan tham mưu đã bay lên ngọn đồi lầu ông Hoàng để chờ Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, tư lệnh phó quân đoàn 3 tới nhận bàn giao phần lãnh thổ cuối cùng của quân khu 2 sắp nhập vào quân khu 3. Lúc máy bay, bay của Hiếu sắp đáp xuống, Phú rút khẩu súng ngắn lên định tự tử thì Thiếu tá Phạm Huấn, sĩ quan quân báo quân đoàn 2 đứng gần nhanh tay gạt súng rơi xuống đất. Bàn giao với Hiếu, tư lệnh phó quân 3 xong, Phú như kẻ mất hồn lên trực thăng bay về Sài Gòn. Ngày hôm sau, ngày 1 tháng 4, tướng Nguyễn Văn Điểm, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh đã tử nạn khi trực thăng chở Điềm và gia đình trên đường về Sài Gòn hết xăng, vừa trúng đạn rơi tan xác ở Bình Định. 15 người trên chiếc máy bay, bay đều chết, trừ viên trung tá lái máy bay, bay bị thương nặng còn sống sót. Trực thăng chở phú may mắn không hết xăng và đáp xuống được phi trường Tân Sơn Nhất. Đỗ Thị Lâm Đề, vợ phú người Hoa, sinh ra ở Thượng Hải, Năm ấy 40 tuổi, cùng các con đang nóng lòng chờ Phú. Phú gặp lại vợ con trong không khí u ám vì báo chí trên trang nhất loan tin Thiệu đòi truy tố Phú ra tòa án quân sự vì các trọng tội. Bỏ nhiều căn cứ quan trọng khi chưa có cuộc xung đột nào với Phú Bổn, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang. Sau cuộc rút lui bất ngờ về Pleiku, Công tôm làm cho dân chúng hoang mang, tinh thần quân đội suy sụp, gây lên những hỗn loạn và thiệt hại quan trọng về nhân mạng tài sản quốc gia, khí tài quân đội và khiến dân chúng ở các tỉnh thuộc khu 2 ùn ùn di tản. Trong cảnh chen trúc sống mái thoát chết về tới Sài Gòn, Lê Khắc Lý, sĩ quan năng lực và mẫn cán nhất của Phú, một trong những người anh hùng của cuộc đông tiến vĩ đại như lời tán dương của Phú, ngày mùng 2 tháng 4 đã tìm tới nhà riêng gặp Phú. Lý định báo cáo tình hình thì Phú đã lắc đầu xua tay. Ông Lý, kể từ giờ phút này, ông hãy quên tôi đi. Ông ra trình diện bộ tổng tham mưu và thừa lệnh của tướng viện. Phú bị sốc, suy si sụp hoàn toàn, đổ bệnh và sau đó nằm tại tổng y viện Cộng hòa. Ngày 15 tháng 4 năm 1975, đại tá Phạm Văn Trung, cựu Lữ đoàn lữ đoàn 369 thì quân lục chiến, nguyên tỉnh trưởng tiểu khu trưởng Quảng Nam, bạn thân của Phú và bệnh viện thăm. Phú ôm Trung khóc lức là Tổng thống đã ra lệnh triệt thoái ra khỏi quân khu 2, bây giờ lại lên lại nói là chuyện đó đổ tội cho các tướng lãnh hèn nhát bỏ chạy. Đòi truy tố tôi ra tòa quân sự. Thật là cái nhục này, không biết tỏ cùng ai, chỉ còn cách chết thì mới hết nhục. Những bản phúc trình, tường trình cùng lời khai ta thu được tại Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn của các tướng lĩnh quân đoàn 2. Quân đoàn 2 gồm Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh quân đoàn 2, Chuẩn tướng Lê Văn Thân, Phó Tư lệnh quân đoàn 2, Chuẩn tướng Lê Trung Tường, tư lệnh sư 23, chuẩn tướng Phạm Duy Tất, chỉ hy trưởng bị đồng quân, quân khu 2, trung tá Lê Trung Hoàn, tham mưu phó chiến tranh chính trị, đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn 2, đại tá Lý Bá Phẩm, tiểu khu trưởng Khánh Hòa và thị xã Nha Trang cùng với văn bản dự thảo kết luận của Ủy ban đặc biệt điều tra về cuộc lui binh của quân đoàn 2 do Nguyễn Văn Thiệu lập ra đã làm công điện chỉ huy tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Sài Gòn về việc tử thủ Buôn Ma Thuột, tử thủ Nha Trang, triệt thoái quân đoàn 2 ra khỏi Pleiku, Công Tôn, Sài Gòn bên bờ sụp đổ. Cuộc đấu với Quy An. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, trong cuộc họp báo, Lê Trung Hiếu, phát ngôn viên quân sự của Thiệu thừa nhận: Huế mất, Đà Nẵng mất, Quy Nhơn mất, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết rối loạn. Đà Lạt tuy hòa mất liên lạc, trong tình cảnh khốn quẫn đó, Thiệu vẫn ra sức chống đỡ. Thiệu trao quyền chỉ huy phòng thủ Sài Gòn cho viên tướng Hủ Bại, hiếu chiến nhất Việt Nam, đó là Nguyễn Văn Toàn. Trung tướng vừa được lệnh của Thiệu cử ra thay Dư Quốc Đống làm tư lệnh quân đoàn 3, quân khu 3. 9 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 4, Toàn được triệu tập tất cả 11 đô trưởng, thị trưởng, tỉnh trưởng về họp để bàn thảo kế hoạch ổn định và vùng trách nhiệm củng cố vành đai bảo vệ và đảm bảo an ninh cho Sài Gòn. Nghiêm lệnh đảm bảo an ninh được ban hành đối với quân lính, sĩ quan, công chức, cảnh sát và nhân dân chúng. Quân cảnh, cảnh sát tuần tra suốt 24 trên 24 giờ từ chiều ngày 3 tháng 4. Đài Sài Gòn đã ra giả đọc nhật lệnh của các văn viên kêu gọi binh lính, sĩ quan chạy về Sài Gòn tức khắc trình diện, kêu gọi dân chúng bình tĩnh và ra thông báo Hội đồng nội các trong phiên họp ngày 2 tháng 4 đã xác nhận trong mọi trường hợp phải hoàn trả tiền ký thác của đồng bào tại các ngân hàng phải được hoàn toàn bảo đảm. Thông báo đó cũng được giải tỏa được sự hoảng loạn chen lấn sống mái rút tiền tại các ngân hàng. Ngân hàng Quốc gia Sài Gòn chỉ trong mấy giờ đồng hồ phải bỏ ra 4 tỷ rưỡi đồng Việt Nam, tức là khoảng 30 triệu đô la, để thỏa mãn nhu cầu rút tiền. Lệnh giới nghiêm được quy định lại bắt đầu từ 9 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Quân cảnh đội mũ sắt, súng 55 trong tay, sẵn sàng xuất hiện chặn xét bất cứ xe máy, ô tô và cả xích lô. Huy đã có được lệnh cấm triệt để xích lô chạy trong thành phố vì sợ bị cộng trà trộn vào. .000 xích lô mỗi ngày bon bon trên đường phố Sài Gòn nay dường như biến mất. Bộ Tổng Tham mưu ra lệnh cho quân cảnh bắn ngay tại chỗ bất kỳ ai không chịu tuân lệnh khi họ làm các công việc kiểm soát trong thành phố ngay cả những đứa trẻ cầu bơ cầu bất, gái điếm và những người bán quà qua đêm. Táo bạo nhất, cũng khôn ngoan nhất cũng biến ra khỏi thành phố trước một giờ thiết quân luật. Những hàng rào dây kẽm gai được căng ra ở các ụ đất bao cát mọc trên khắp các đường phố. Chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp, trưởng phái đoàn quân sự Việt Nam, Cộng hòa trong Ban Liên Hợp Quân sự hai bên tại Tân Sơn Nhất đã nhậm chức Tổng trưởng Dân vận Chiêu Hồi thay cho bác sĩ Hồ Văn Trâm và ký kết bàn giao trong phòng kín lúc 20 giờ tối ngày 3 tháng 4, không có báo chí hiện diện. Phan Hòa Hiệp lập tức đẩy mạnh các hoạt động dân vận chấn an dân chúng ở vùng Sài Gòn. Ngày sáng ngày 4 tháng 4, hàng chục xe máy với mấy trăm cán bộ dân vận đã đồng loạt xuất phát từ tòa đô thành xuống đường bao vây khu chợ Bến Thành. Mỗi cửa chợ có hai xe ăn ngữ phát nhạc lên. Các toán dân vận ảo ảo vào trong chợ phát truyền đơn Kết quả mọi người an tâm về an ninh đô thành được những lực lượng thiện chiến nhất của quân đội Việt Nam Cộng hòa bảo vệ. Chưa kể các lực lượng cảnh sát và dân vệ, các kho dự trữ được tiếp tế an toàn, đầy đủ. Việc quân viện trợ của Hoa Kỳ đã bắt đầu mạnh mẽ với cầu hàng không, với những vận tải cơ khổng lồ chở vũ khí hàng nặng tới Việt Nam. Đài Sài Gòn, ngày đêm ra giả phát lời kêu gọi của tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh biệt khu thủ đô yêu cầu tuân thủ nghiêm các biện pháp an ninh được phổ biến. Giữa chiến tranh và hòa bình, Sài Gòn như người bị chấn thương nặng từ 3 tuần nay vẫn đang cố chờ đợi, cố sống bất vượng qua ngày. Có thể nói bầu không khí bao trùm thành phố lúc này là bầu không khí của căn bệnh tâm thần thực sự. Đây là tin của AFP ngày 6 tháng 4 năm 1975 đưa tin. Sài Gòn bị đẩy lên miệng hố của sự hoảng loạn, sụp đổ sự hoảng loạn lan sang từ dinh tổng thống xuống hệ thống dây chuyền các chỉ huy đầy dẫy những tin đồn về đảo chính về thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia để tìm con đường thương lượng ngừng bắn mới với một giải pháp chính trị. Sáng sớm ngày 27 tháng 3, Thiệu lệnh bắt 7 nhà báo và chính khách, tuyên bố đập tan âm mưu một cuộc đảo chính. Báo chí Thương tây đã bình luận, cuộc bắt bớ này lột trần sự sợ hãi của chế độ thiệu đang trên miệng hố sụp đổ trước những tan rã về quân sự và đang lan tràn khắp Nam Việt Nam. Sài Gòn trống rỗng về chính trị. Đối với các phe phái đối lập, Thiệu là chứng ngại vật cho cuộc lội các của đoàn kết dân tộc. Thủ tướng Trần Thiệm Khiêm hôm ngày 2 tháng 4 lên đài kêu gọi sự đoàn kết quốc gia. Nhưng chẳng ai thèm nghe Khiêm nói. Không một nhân vật chính trị có ý thức nào bằng lòng tham gia với chính phủ với hoàn cảnh hiện đại. Một trình khai khác được thăm dò vào nội các mới, nói làm sao tôi có thể nhậm chức vụ bộ trưởng này được khi mà không một người nào trong chính phủ mà ngay cả Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa có thể đảm bảo với tôi rằng biên giới của Việt Nam Cộng Hòa sẽ là chỗ ở tuần sau, thậm chí là ngày mai. Một nhân vật quan trọng trong chính quyền của Thiệu thì trả lời trên báo chí phương Tây ngày 31 tháng 3 cho rằng Nam Việt Nam, chế độ của Thiệu, sẽ sống hay chết từ từ bằng tung xẻo. Điều đó phần lớn phụ thuộc vào Mỹ. Trong tình hình ấy, tướng không quân dâu kém Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống và thủ tướng chính quyền Sài Gòn nhảy ra chính trường. Ngày 31 tháng 3 năm 1975, trả lời phỏng vấn trên tờ US New and World Report kỳ hơi hoang. Nhân dân Nam Việt Nam đang nhìn tôi như một vị cứu tinh. Kỳ miêu tả mình là một lãnh tụ có khả năng liên kết giữa các nhóm bất mãn với Thiệu để đánh đổ Thiệu. Và rằng Thiệu không dễ dàng bất kỳ Vì nếu bắt tôi Thì có thể lổ ra một cuộc phản đối lớn Thiệu đủ khôn ngoan không làm điều đó Kỳ đòi Thiệu phải ngay lập tức từ chức Để mở đường cho cuộc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc Tìm đường thương lượng Vì Kỳ nói nếu không Thì phải ra đầu hàng cộng sản một cách trùng nhã Thiệu không nghỉ Và cũng không dùng bữa trưa Mai anh lên phòng nghỉ chờ Thấy Thiệu sang biết chồng bận Mai gọi bảo vệ lo xe đi công chuyện riêng trong phòng riêng, Thiệu phải lo viết thư khẩn cấp với GoPro và chuẩn bị cho cuộc gặp Weigand vào chiều nay. Đây là phiên họp cuối cùng với Weigand trước khi phái đoàn Weigand trở về Washington. Ngày 28 tháng 3, Đại tướng Weigand, chỉ huy trưởng lục quân Mỹ, hai năm trước từng lật tư lệnh quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam tới Sài Gòn. Weigand là người đã cuốn lắc ở Mỹ để cùng với những người lính Mỹ cuối cùng rút ra khỏi Nam Việt Nam trước sự sụp đổ nhanh của chính quyền Thiệu Tổng thống Rod và Kissinger vội vã cử quay về sang Việt Nam. Hy vọng tới Việt Nam nghiên cứu tình hình tại chỗ và cố gắng cứu vãn lấy những gì còn có thể cứu vãn được. Trước khi rời Washington, Wayne đã buộc phải thừa nhận rằng tình hình Nam Việt Nam rất nguy ngập. Wayne được Rod và Kissinger dặn dò là không được lản lòng hoặc bị lạc hướng vì những trở ngại chính trị ở Mỹ, kể cả áp lực của Quốc hội Mỹ. Nếu quả B-52 có thể giải quyết được vấn đề cứ đề xuất, nếu viện trợ quân sự bổ sung của Mỹ có thể cứu vãn được thì cứ nói thẳng ra. Nghĩa là Oregon được trao toàn quyền làm bất cứ việc gì nhận định thực tế và có thể cứu vãn được chế độ của Thiệu. Nếu không thể thì Mỹ có thể làm gì? Patin trở về Washington từ chiều ngày hôm trước báo cáo tình hình và cũng trở lại Sài Gòn với phái đoàn của Oregon. Khi chiếc máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, Oregon và đám tùy tùng đang lục đục chuẩn bị xuống thang máy bay thì Martin đòi phải cho mình là người đầu tiên bước xuống. Mặt tèn Bắc đích thân mình chứ không phải là Boygan. Hiện ra như vụ cứu tinh trước đám bộ sậu cao cấp của chính quyền Sài Gòn và không biết cơ man nào là phóng viên, nhiếp ảnh, truyền hình đang trực chờ sẵn ở chân cầu thang. Trước trên cơ trở Boygan và Metting đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Lúc ấy là 4 giờ sáng. Thì 5 tiếng đồng hồ sau Thiệu đã tiếp Boygan tại Dinh độc lập của hội kiến thứ hai diễn ra vào buổi tối ngày 30 tháng 3 sau khi Wagan đã đi trị sát mặt trận Nhà Trang về. Tại cuộc họp này, một ngày sau Đà Nẵng thất thủ, Thiệu và Wagan đã thống nhất phải lập ngay tuyến phòng thủ bảo vệ Sài Gòn từ xa. Tuyến phòng thủ này chạy dài từ Tây Linh tới Nha Trang. Wagan đã điện ngay cho Goodpro xin chi viện khẩn cấp vũ khí cho Sài Gòn. Một cầu hàng không được thiết lập. Và ngày 1 tháng 4, chiếc vận tải cơ khổng lồ C5A Galaxy đầu tiên chở 14 khẩu pháo cỡ 105 ly và đạn dược đã hạ cánh xuống sân bay Sân Đô Nhất. Thế nhưng tất cả đã bị đào lộn. Sau Đà Nẵng, Bình Định, rồi cả Nha Trang nữa đều thất thủ. Trưa ngày 2 tháng 4, nghe Đặng Văn Quang báo cáo, có Trần Kiều Thiên, đại tá, chỉ huy trưởng Trung tâm điều phối phát triển quân khu 2 từ chỗ Phú từ Nha Trang chạy thoát về Sài Gòn. Thiệu ra lệnh cho Quang đưa ngay Thiên đến để hỏi cặn kẽ tình hình ở nhà chàng. Làm sao chưa có lấy một trận kháng cự nào cho ra hồn từ cấp chỉ huy đến binh lính đều đùng đùng tháo chạy. Thiệu chỉ cần biết thật ngọn ngành về vụ này. Bởi trong phiên họp cuối cùng của chiều nay, thế là Oai cũng chất vấn về vấn đề này. Đúng 12 giờ trưa, Đặng Văn Quang đưa Trần Kiều Thiên vào gặp Thiệu. Thiên hồi hộp, lo sợ đây chẳng là những lần đầu tiên gặp mặt thiệu còn là lần đầu tiên ý bước vào chân vào dinh độc lập thoát khỏi nha trang từ tất nhất thiên phải đi honda ôm về nhà riêng khi đã hoàn hồn chưa lại lo sợ bị trừng phạt vì tội tự động chạy về sài gòn Nỗi lo sợ cứ lớn dần cuối cùng thiên đành liều gọi điện cho đặng văn quang nói vừa là được phú cử về sài gòn để chỉnh lại diện trạng tình hình không ngờ Quang muốn được tăng công lại đưa ngay Thiên lên gặp Thiệu. Thiên vừa khép phép ngồi xuống ghế, Thiệu đã hỏi luôn. Sao anh thấy gì ở Nha Trang? Nói nghe. Dạ thưa Tổng thống, 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, thành phố Nha Trang đột nhiên láo loạn. Người người ôm đồ nhớn nhác trên đường Hồng Vương. Tôi lái xe từ văn phòng của mình tới bộ tư lệnh trình diện. Tôi cố gắng trình diện tướng Phú nhưng bị kẹt đường. Một chiếc tăng của biệt động quân chặn lối. Quân nhân công chức từ trong bộ tư lệnh chạy túa ra như ông vợ tổ. Vất vả lắm tôi mới chen được vào trong sân của bộ tư lệnh thì thấy hai chiếc xe dép, một xe gắn hai sao, một xe gắn ba sao. Ngay lúc đó tôi thấy tướng Tất chạy bộ ra xe, xe của tướng Tất và một xe đầy quân cảnh hộ tống về phía phi trường. Tôi lại thấy tướng Phú được hai vệ binh kẻ lách đưa ra trực thăng và trung tướng Thuần lúp xúp chạy theo. Tôi cũng chạy đại theo và kịp nhảy vào khoang chiếc trực thăng. Tướng Phú ra lệnh cho trực thăng đáp xuống bộ tư lệnh quân đoàn 2 không quân. Tôi nghe tướng Phú điện cho chuẩn tướng Lượng đóng cửa phi trường Nha Trang, không cho người di tản tràn vào và tung hết lực lượng ra giải vây cho lữ đoàn 3. Kế đó, tướng Phú, tướng Thuần và cả tôi đều lên phi cơ cố liên lạc với đại tá Đức, tư lệnh sư đoàn 23 và đại tá Pháp, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 nhảy dù. Nhưng bay hoài tới tận Cam Ranh cũng không liên lạc được với các đơn vị nào ở dưới mặt đất. Hết xăng, Tướng Phú trong máy bay đáp xuống phi trường Phan Rang, đổ xăng rồi lại bay. Nhưng Tướng Phú không liên lạc được với đơn vị nào. Vì tiêu hoài cũng không có tin tức gì về hai đứa con của Tướng Phú bị lạc ở Nha Trang. Thiệu ngắt lời thiên. Anh lưu lý do tại sao tạo ra sự hỗn loạn ở Nha Trang? Thiên đáp. Trình Tổng thống. Nguyên do thứ nhất là vì đại tá phẩm tình trưởng Nha Trang không chịu giải tỏa ngay sự lộn trộn ở bến cầu đá. Đã thế, đại tá phẩm lại còn cho cả trăm xe chở gia đình công chức quân nhân có cảnh sát hộ tống kéo theo cầu đá xuống tàu để di tản. Kế đó, phi trường hải quân cũng di tản theo. Cảnh tượng hỗn loạn ở cầu đá diễn ra gây hoang mang trong toàn thành phố. Còn gì nữa không? Thì hỏi tiếp. Dạ thưa, cũng do tàn quân ở vùng 1 kéo về cướp phá, nói ra và gây hoang mang thêm. Thưa Tổng thống, trong lúc lúc rối loạn như vậy, đã có nhiều tiếng súng chỉ thiên của dân quân tự vệ. Chính dân quân tự vệ và đám tàn quân của vùng 1 chẳng những gây hoang mang mà còn làm mất trật tự cho cả thành phố. Thiệu chừng mất Văn Đại Thiên Như vậy, chưa có đại pháo chiến xa của Việt Cộng tấn kích. Tại sao mới có thế mà đã kéo nhau chạy? Thiên đúng túng Dạ thưa, thưa Tổng thống Tướng Phú, tướng tất chạy Cán bộ thuộc cấp cũng không rõ nguyên cớ chạy theo. Ngay từ đây, Đặng Văn Quang tiếp lời luôn trình tổng thống. Như vậy tình trạng lại giống như trung tướng Ngô Quang Trường ở quân khu 1. 15 phút trước tôi còn gọi, còn có các sĩ quan tham mưu trả lời. 15 phút sau tôi điện ra, bộ ban tham mưu đã bỏ đi hết. Nghe từ đây, triệu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. 17 giờ, đoàn xe trang bị đặc biệt vỏ chống đạn chở Wagon và Martin lăn bánh rời ra khỏi đại sứ quán Mỹ. Chỉ có một đoạn ngắn chưa đầy vài chục phút chạy xe mà Nguyễn Khắc Bình, trung tướng, Tổng giám đốc nhà cảnh sát đô thành phải đích thân chỉ huy một lực lượng quân cảnh và cảnh sát giã dạ chiến hùng hậu để bảo vệ. Lệnh cấm đường thi hành một giờ trước đó. Cảnh sát trang bị dài đầy một đoạn đường chỉ hơn một km từ đại sứ quán Mỹ tới dinh độc lập. Từng tốp quân cảnh năm năm vũ khí chấn ở các ngã ba, ngã tư đường vào cầu chính của dinh độc lập. Đoàn xe quay mặt rồi ra con đường lát bê tông cấp phối phóng thẳng lên đỗ xịch sắt bậc thềm của dinh. Bữa nay Thiệu không xuống đón Oigan như mọi lần hội kiến. Oigan mới qua có thể Thiệu muốn giữ cái thể diện quốc gia. Nhưng có lẽ chính cái mà Thiệu muốn tạo ra bầu không khí của cuộc hội kiến mà Thiệu muốn giải quyết trong một bên căng thẳng. Mặc cảm bị Mỹ bỏ rơi làm Thiệu bất hận. Ôi hận hơn cả việc Thiệu phải chứng kiến cùng một lúc hoàng loạt các thành phố, thị trấn, làng mạc dưới kiểm kiểm soát của Sài Gòn bị thất thủ. Đặng Văn Quang và Cao Văn Viên đứng trực chờ ở chỗ đón xe Wagon Quang miệng phì phèo điếu xì gà, lăng xăng chạy đi chạy lại hò hét đám bảo vệ. Còn các ban viên quần áo mũ mão chỉnh tề chốc chốc lại giơ tay trái lên xem đồng hồ. Trước gậy chỉ huy cấp tướng dài 3 tấc 8, viên cầm lủng lặng bên tay phải, chốc chốc lại đập vào đùi. Quân đội Sài Gòn có một cái trường đào tạo chỉ huy cấp cao tướng duy nhất đó là Học viện Quân sự Võ Bị Đà Lạt. Muốn thăng tướng rất khoát phải qua trường này và học hết 38 môn học cơ bản. Vì vậy gậy chỉ huy chỉ dài đúng 8, 3 tất 8. Theo luật từ chuẩn tướng trở lên thì mới được cầm gậy chỉ huy. Xe được cắm cờ, sau xe gắn một bông hoa mai để khẳng định quyền bất khả xâm phạm. Martin đi xe đầu tiên, Wayne đi xe thứ tư. Ở giữa là xe chở các sĩ quan phân cục CIA và lính thủy đánh bộ Mỹ bảo vệ sứ quán. Bắt tay Quang và Viên, Wayne và Martin lên gặp Thiệu các thành viên khác cũng ở lại hết, kể cả các thành phần cao cấp trong phái đoàn của đoàn do Gropo Kissinger đích thân cử tuyển chọn từ Washington sang như Kramot, người thả ra nhiều chính sách tài chính của Lầu Lòng Góc cho làm Việt Nam từ sau Hiệp định Paris. Sắc nguyên phân cục trưởng CIA tại Sài Gòn. Gold Carver, chuyên gia đặc biệt của CIA, từng hơn 20 năm theo dõi diễn biến của cuộc chiến tranh làm Việt Nam. David Kennedy, phóng viên nhiễm ảnh của Nhà Trắng. Đi theo phái đoàn Wagan sau khi chụp ảnh xong đã lui ra, trong phòng chỉ còn lại Thiệu, Nguyên, Quang, Wagan và Martin. Wagan lên tiếng trước. Tôi xin chia sẻ với Tổng thống về những khó khăn to lớn của Lam Việt Nam. Với việc Đà Nẵng và ngày hôm qua là Nha Trang rơi vào tay Hà Nội. Wagan nói về mặt của viên tư lệnh cuối cùng của quân đội Mỹ tại Lam Việt Nam có vẻ xúc động cũng dễ hiểu vì mới đây hôm trước tại Nha Trang, quân đoàn đã khai hoang tuyên bố với các nhà báo là Nha Trang sẽ đứng vững, là quân đội Sài Gòn đã bắt đầu chiến đấu. Thiệu đáp, riêng về Nha Trang thì cũng do vấn đề chỉ huy khiến cho dân chúng hoang mang và làm cho binh lính dao động tan rã đảo ngũ. Đó là điều đáng buồn cho quê hương đất nước chúng tôi. Còn riêng cá nhân tôi Tôi cảm thấy đau buồn vì đã không cứu được hết đồng bào ở Đà Nẵng, Nha Trang và nhiều nơi khác muốn lìa bỏ quê hương để thoát khỏi vòng kìm kẹp của cộng sản. Martin đỡ lời thiệu. Vị đại tá già lua bị bệnh phổi hành hạ vừa phải đi Mỹ điều trị. Nói chậm rãi, nhỏ như y như vừa đủ để cho thiệu nghe. Tại cuộc họp báo hôm nay ở Washington, Tổng thống chúng tôi đã tuyên bố lực Mỹ đang và sẽ hết sức cố gắng cứu giúp những người bị lạc. Tổng thống đã ra lệnh cho tất cả tàu hải quân Mỹ ở ngoài biển Đông túc trực và làm tất cả những gì cần làm có thể giúp họ. Hơn 2 triệu đô la trong chương trình ngoại viện của Mỹ đã được dành để trở tới chừng 2.000 trẻ em mồ côi ở Nam Việt Nam sang Hoa Kỳ. Thiệu cắt lời mắt tinh, giọng gay gắt. Thiệu đi thẳng vào vấn đề. Cái mà Việt Nam Cộng Hòa chờ đợi không phải là một cử chỉ nhân đạo, mà là những hành động cụ thể thể hiện mạnh mẽ sự cam kết của Mỹ vấn đề cấp bách hiện thời là chưa phải là vấn đề tự làm. Chắc ngài đại sứ và tướng Wagan cũng đã thấy chặn ngay bước tiến của cộng sản. Nếu Mỹ cho phép cộng sản lấn chiếm thiên đất nữa, lấy thêm dân nữa thì không khi nào cộng sản chịu dừng chân mà chúng sẽ tiến hành một cuộc vũ trang đến ngày thôn tính trọn vẹn miền Nam này. Tôi xin hỏi ngài, nếu Hoa Kỳ giữ đúng cam kết đứng cạnh Nam Việt Nam Cộng Hòa, thì làm sao Cộng sản Bắc Việt Nam dám xét toạc hiệp định Paris, dám ngang nhiên đưa thêm 20 vạn quân xếp hàng ngang đại pháo chiến xa thôn tính miền Nam? Ngoài gàn, khó chịu, ngoài vạn lại. Việc quân đội các ngài đùng đùng bỏ chạy ra khỏi Tây Nguyên, Đà Nẵng, Cha Trang, giao cho cộng sản cả một vùng đất rộng lớn đấy, chắc không phải là chuyện người Mỹ chúng tôi cho phép hay không cho phép. Bị chạm lọc, thiệu lại sở rộng tính tẩy ra, cái sự thâm nhập của Cộng sản Bắc Việt ở đây cũng chính là sự cắt bất viện trợ của các ngài. Các ngài đã làm giảm cái tiềm năng chiến đấu của Lam Việt Nam tới 60%. Hồi các ngài đến đây với lửa triệu lính Mỹ, với B-52, với hỏa lực hùng hậu cộng thêm với một triệu lính Việt Nam Cộng Hòa mà đánh nhau 6 năm trời không ăn được bọn Cộng sản. Nay mấy ngài về Mỹ để lại Việt Nam Cộng Hòa đánh một mình, không B-52, không lính Mỹ, thiếu vũ khí súng đạn, mà viện trợ các ngài còn cắt xuống. Vậy thì chúng tôi đánh đấm ra sao đây? Nghe Thiệu nói, Martin cứ gật gật cái đầu. Xa Sài Gòn có mấy tuần lễ, Martin hết sức là khẩu cho tình hình. Sự sụp đổ dồn dập của Lam Việt Nam chính quyền Sài Gòn là Martin cho váng. Martin từng mất một đứa con trai ở Lam Việt Nam, từng ký uy tín một quãng đời còn lại của mình vào đất nước này và luôn cố tìm một cách để cứu vãn chế độ của Thiệu phút chốc tất cả đã bị dồn tới bờ vực thẳm. Nghe những lời dằn dỗi hung hăng đầy tuyệt vọng của Thiệu, Martin lại còn nhớ lại những sự đánh giá bi đát của Pogger quân cục trưởng CIA tại Sài Gòn. Trong bản thông cáo, nhận định tình hình gửi Wei và Martin, Pogger đã nhấn mạnh chỉ có hoặc là một sự can thiệp của Mỹ, hoặc là một cuộc đầu hàng có thương lượng, chỉ có thế mới ngăn nổi sự thắng lợi hoàn toàn của cộng sản trong mấy tuần lễ sắp tới. Martin dương cặp kính lão ngơ ngác nhìn thiệu. Vì đại sứ già lua cuối cùng của Mỹ ở Sài Gòn lựa lời an ủi thiệu. Tổng thống Gopro, tiến sĩ Kissinger và chính phủ Hoa Kỳ đã thuyết phục và tranh đấu với quốc hội để thông qua một khoản viện trợ 300 triệu đô la bổ sung cho tài khoản này cho các ngài. Nếu trên chiến trường, quân đội các ngài chiến đấu có hiệu quả, cùng với sức ép của Hoa Kỳ, nhất định Hà Nội sẽ phải đi tới bàn thương lượng, sẽ phải trở lại thi hành hiệp định Paris như ngồi trên chiếc đệm lò xo. Thiệu bật người dậy, Thiệu chất vấn mất tin vào Wagon. Công cho chúng tôi 300 triệu đô la, chẳng hiểu chúng tôi thắng cộng sản một cách dễ dàng có nhanh chóng như ông nghĩ hay không. Một năm, có chiến sĩ Mỹ ở đây đánh với 3 tỷ đô la, 300 triệu đô la tôi chỉ đánh có 10 ngày, 30 ngày mà thôi. Vậy thì đừng nói tới 300 triệu mà người Mỹ giữ cam kết có tích cực giúp đỡ quân dân Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu đến ngày cậu sản xâm lược phải thi hành hiệp định Paris hay không? Thử hỏi những cam kết của Mỹ có đáng tin cậy nữa hay không? Những lời nói, nói của Tổng thống Nixon và Tổng thống Goldfro có còn giá trị nữa hay không? Nói đến đây, uất quá. Hiệu quên cả nghị lễ ngoại giao vùng đứng dậy, giọng dần dỗi. Rất nhiều nhà phân tích của Mỹ cũng đã nhìn nhận rằng với mức độ xâm lăng thông thường thì mỗi năm Việt Nam Cộng Hòa cần 1 tỷ rưỡi đô la để giữ lỗi đánh thổ. Nay các ngày cắt xuống 700 triệu đô la, nghĩa là phần viện trợ chúng tôi giữ chỉ còn một lửa đất nước. Còn nếu viện trợ đủ hay nhỏ giọt thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng chỉ chiến đấu một cách nhỏ giọt mà thôi. Đặng Văn Quang không có phản ứng gì. Y cứ lấp từng cốc rượu liên tục mặt đỏ gay. Riêng các văn viên thì có vẻ lúng túng Viên phát ngượng vì những lời lẽ mang tính chất là dần rỗi của Thiệu. Thiệu nói như vậy cứ như là Thiệu và đội quân một triệu người đó do viên làm tổng tham mưu trưởng này chiến đấu cho đất nước Mỹ không bằng. Viên thấy phải chặn ngay cái cơn hờn dỗi của Thiệu và phải kéo Thiệu trở lại ngay cái điều căn bản nhất trong cái chương trình nghị sự ngày hôm nay. Viên đứng dậy bước tới tấm bản đồ binh hỏa lực lớn treo ở giữa phòng. Trình tổng thống, phái đoàn của tướng Weigan và bộ tổng tham mưu đã có nhiều buổi hội đàm liên tục. Bộ Tổng tham mưu đã thuyết trình thực trạng tình hình, đã có thông báo chương trình tái chi lực lượng và kế hoạch phòng thủ mới. Tuy nhiên, chiến trường diễn biến quá nhanh. Nha Trang vừa mất, tuyến phòng thủ không thể kéo dài từ Tây Linh tới Nha Trang như dự liệu và tất yếu phải thay đổi. Bộ Tổng tham mưu sau phiên chủ bị đã cùng với đàn trưởng Oigan và cơ quan tùy viên quốc phòng Mỹ DAO tại Việt Nam đã có một hoạch định vành đai phòng thủ mới để bảo vệ Sài Gòn và giữ những phần đất còn lại. Vành đai này sẽ leo từ thị xã Phan Giang, lấy Sơn Lộc làm mũi nhọn phòng thủ và phản kích, lấy Tây Linh làm tấm áo giáp ở phía Tây. Thiệu quay sang hỏi viên. Như vậy ta bỏ quân khu 1, quân khu 2. Viên đáp. Quân khu 1 của tướng trưởng trên thực tế không còn nữa. Quân khu 2 của tướng Phú chỉ còn lại hai tỉnh, Bình Thuận và Linh Thuận nay cắt nhập vào quân khu 3 cho chỉ huy được thuận tiện. Những đơn vị còn lại của tướng trưởng, tướng phú sẽ cấp tốc chỉnh bị, bổ sung thêm quân số, vũ khí, nếu cần sẽ thành lập thêm những đơn vị mới để tăng cường cho các tuyến phòng thủ tại hai quân khu còn lại. Thiệu trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc. Và trước thực tế không còn cách nào hơn, bèn gật đầu đồng ý. Thiệu quay người sang nói với Oanh An và Martin. Chúng tôi hiện giờ có một số tỉnh của quân khu 2, Chúng tôi còn toàn bộ quân khu 3, quân khu 4. Tư lệnh quân khu 3, tư lệnh quân khu 4 hiện là tư lệnh của biệt khu thủ đô và tổng trấn Sài Gòn gia đình đều là những tư lệnh kiên quyết chiến đấu. Chúng tôi có đủ quân số, chúng tôi sẽ lập thêm những đơn vị chiến đấu lớn. Nếu có thêm quân viện trợ, chúng tôi sẽ giữ được quân khu 3, quân khu 4, giữ được thủ đô Sài Gòn và những tỉnh còn lại ở miền Trung phải bảo vệ các phần đất còn lại này, củng cố và tạo thêm sức mạnh, làm cho cộng sản suy yếu, thì lúc đó cộng sản mới chịu trở lại bàn hội nghị mà nói chuyện tới thực hiện Hiệp định Paris. Nếu Mỹ cho phép cộng sản lấy thêm đất, lấy thêm dân nữa, thì không khi nào cộng sản chịu thương thuyết, mà chúng sẽ tiến hành một cuộc vũ trang xâm lăng cho đến ngày thôn tính trọn vẹn Nam miền Nam này mới thôi. Cho nên, tôi mong Quốc hội Hoa Kỳ ngày nay phải sáng suốt phải thấy cái thực trạng, cái nhu cầu và cái hậu quả của vấn đề này. Xin thưa các bạn, chúng ta đi hết phần 11, hồi ký của biên bản chiến tranh, tác giả Trần Mai Hạnh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình. Hẹn các bạn trong chương trình tiếp theo.